Rồi bắt đầu vô hầm Dốc Sạn nha. Cái hầm này là nối giữa Nha Trang và Nha Trang và đi Cam Ranh, Cam Lâm á. Hầm này nó có mấy chục mét thôi. Vậy hai đứa ơi. Rồi đây là người ta gọi hầm Dốc Sạn nha. Hầm này nó ngắn thôi. Và cái hầm này người ta làm hoàn xong rồi ha, mỗi bên có làn xe chạy qua luôn, ba làn xe luôn ha, nó ngắn thôi. Ngày qua mình xuống Cam Lâm thì không có cho cái hầm này. Hầm đẹp quá ha, nó mà chiều ha. Dừng lại này ha. Đó, qua hầm ở bên đây nó có chỗ dừng lại. Quá đẹp luôn. Chiều chiều mình đi ra đây thì đẹp lắm. Rồi đoạn qua tỉnh ranh giới
gửi số vô ga chạy hoài thì tăng tốc độ 80%. Thank you.